sipet bi ai kham pu mưa hay pu có mắn hưa tóc hưa lầy em bay na sáng xuân pa bình phò liếng lu mi cầm lời chép ai em ướt hở lu kỳ lu nhìn em bò xuân lu dệt tiêu bình phù sao mương tay bao lầy lưng hít không phù trắng kín pa nhà trắng che ai em cắt cô mi phù chờ hắc chờ bánh lũ nơ ngắm bay múa bô lô la em khẩn cầu số cô em tóc quần ai em trắng lắc hay cuồng cơn in mò nhìn là lắc hăng cầm mướt mòm chờ bữa kín ai công sao mương tay bao lầy lưng hít không phù tay trắng kín pa nhà trắng che ai em cắt cô mi phù chờ hắc chờ bánh lũ nơ ngắm bay múa bô lô la em khẩn cầu số vô em tóc quần ai em trắng lắc hay cuồng cơn in mò nhìn là lắc hăng cầm mướt mòm chờ bữa kín ai công mưa muôn em thả lũ mơ của chờ em mới à vô lắng em cờ ngắm lại bó bé nhân sau mi ai em bò kín bò số xu hơn phùa em trong lũ lầy cho bon ly hình lũ em muôn ai em chẳng hà chờ nhớ trắng lắc hay cuồng cơn in mò nhìn là lắc hăng cầm mướt mòm chờ bữa kín ai công mưa muôn em thả lũ mơ của chờ em mới à vô lắng em cờ ngắm lại bó bé nhân sau mi ai em bò kín bò số xu hơn phùa em trong lũ lầy cho hình lũ em muôn ai em chẳng hà chờ nhớ hùa chờ em ơi.
Karaoke, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng ạ, kính thưa quý vị mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của phương sau chú rể trong buổi trường ngày hôm nay, Thuận Khuê và Ngọc Mai sẽ lại làm vinh dự khi được lựa chọn là người đồng hành dẫn dắt cùng câu chuyện tình yêu của cô dâu Ngọc Quý, sinh viên cùng chú rể Văn Diên trong buổi trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, và như vậy đã đến giờ đẹp để đón khách. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trường ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tạm gác lại tất cả các công việc ở trên nhà và cùng nhau di chuyển xuống cánh cổng hoa lầu Điện Hạnh Phúc, cùng nhau nở ra một nụ cười thật tươi để đón chào tất cả quý vị quan khách quý, đón khách như đón mùa xuân, đón khách như đón người thân trong gia đình. Và ban tổ chức của chúng tôi cũng xin được trân trọng thông báo kể từ giờ phút này trở đi, cánh cổng hoa lối đi hạnh phúc của bên phái đoàn nhà gái chúng tôi đã chuẩn bị mở ra để đón chào tất cả quý vị quan khách quý. Chính vì vậy, ban tổ chức xin phép được thay mặt cho hai bên gia đình cùng đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị quan khách quý. Chúng ta đã không quản ngày đường xa xôi, bất chút thời gian và ngọc của mình cùng nhau trở về đây để đây chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Chúng ta đã đến và đang đứng bên ngoài phía cổng hoa lầu Điện Hạnh Phúc. Hãy cùng nhanh tay hoàn tất thủ tục cá nhân bên ngoài và nhanh chân di chuyển vào trong hôn trường cưới để trở thành những vị khách đáng kính nhất của gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và long trọng kính mời gia đình quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thiên thời, thiên lợi, nhân hòa, tất cả đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngày trong đời của người đồng ngọc Quý và chú rể Văn Diên của trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay Ngọc Mai cũng như anh Thuận Quê sẽ lấy làm vinh dự khi được lựa chọn là người đồng hành dẫn dắt câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ trong trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, bông hoa thì đẹp bởi sắc hồng, tình yêu thì đẹp bởi mặn nồng chẳng phai. Hôm nay bên họ làng trai, về bên làng gái giữa đế đài phú quý, mà giờ lành cũng chẳng còn xa để cho dâu rể về chung một mái nhà. Kính thưa quý vị thân mến, theo sự quan sát của ban tổ chức thì cũng đã nhìn có nhiều lượt khách đáng kính của gia đình cũng đã lần lượt trở về không gian hạnh phúc của hai bên gia đình tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì thế cho phép anh em những người làm chương trình xin được thay mặt hai bên gia đình cùng đỡ lời cho cô dâu chú rể xin được thân mời quý ông bà, cô dì, chú bác, thu thế và trẻ nam thanh nữ tú. Chúng ta đã bất chấp thời gian vàng ngọc của mình, không quản ngại đường xa xa xôi, đã cùng trở về đây trời không gian hạnh phúc của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trường ngày nay để cùng tham dự lễ phu quy chào năm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Quý, sinh viên cùng chú rể Văn Diên trong buổi trường ngày nay. Một lần nữa quý vị chúng ta đang đứng ở phía ngoài cổng hoa lối đi hạnh phúc, hãy cùng nhanh tay hoàn tất thủ tục ở phía bên ngoài và nhanh chân di chuyển vào trong mâm tiệc trong buổi trường ngày hôm nay, cùng chọn cho mình chỗ ngồi thư thoải mái nhất, cùng nhau rút ra những chén chân nồng để chúc cho rô rể chúng ta trong buổi trường ngày hôm nay được trăm năm hạnh phúc. Hạnh phúc trăm năm đi nào quý vị ơi. Một lần nữa xin trân trọng kính mời và xin kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chào mừng tương lai của mi bên ông thầy êm bằng sườn ăn và việc giới lòng hờ chủ đội của mi khi là hình không tòng trần khi là bia thủ tây lầm hấp bầu riêng chủ con nặng thén đi mương bầu trùng khi là bia bảy chiếc mài hờ chủ đội của mi má trùng có pháp cần mắt thanh ngân là giàu mắt đường thầu có phát mắt tắc năm hầm lùa mắt bền phùa bền mi mắt chặt phạc giống hai khổng ai khổng êm thằng ca mi đi bày đội của mi nón chưa để bền đồi sang đồi bếp chưa mi chơi lời bảy bền đồi sang đồi cấy chưa mi chơi lời xìa chưa để bền đồi của mi xuống sông chưa mi chơi lời hay xin trôn nưng cánh khao nưng người cho mặt chơi ó nà hải tà đô làn hắn phang nhau điều từ nâng mở đô làn dù tăng bà đuồn pa có để tặng nà phu gia tà nay các bà xóa nhóc qua mở đồi của bên học cả mê đi giờ đây cáo mươi của bên phú bên già của bên tà bên nay của bên ai bên êm của những chàng cấn thuồng bó cay của trai chàng cấn thuồng bó tóc làng mà giờ đây mi lông mới bà bước đằng bàn hao cọ khó mắt quần phẳng cưới lòng sông đô làn hâu về hâu sáu mắt đằng chọc chân không trời trầu về hâu đao trang đầu trong băng hờ đồi của bên đó mê đi lầy phân phiểu định xin tên mở đô làn cô để cả mỗi hột bột mẹ hột ải hột êm hột phi nồng tên này chú bà mẹ chân phi nồng hạt sườn sẽ bón phú bón da bón tà bón nai qua bây giờ học giờ trời nặng trầu lung trầu tà ao à hợp tác các ngành nhà xã điểm chú thôn chú bình trầu thầu kẻ hạt sườn đánh phân dân chủ làn bồ cờ hà lâm tô thổ mắt đám tỉnh huyền tiền mắt đang hạt trầu tà sống ma nay sống hở cái trắng thầu hồn mòn trắng non hồn hồng hết cái trắng mi mộc mi bâu dù xếp bờn tàu dù cờ còn tem xếp bờn cái chẳng ó mắt kiền cầu cầu còn pha chẳng ó mắt kiền nôn cha nân pha chẳng hiền chẳng sùng mẹ chẳng trùng chẳng nhớ hết cái chẳng nhớ tiên lung chẳng sùng tiên pha chẳng bà tiên bò tiên mẹ hà hân cha nân làm trai ao và diền qua chẳng hiền sửa bát hùa long qua sửa bát bà trong ngày cây tú hơn bảy ỉn chẳng qua lắm nhưng ngọc quỷ nặng bóng ủ ô con nặng bóng bay hết cái bay bầy ma nhỏ mềm hết
giờ lại con trôi đầu sông làn cơ trắng kinh sở ào. Lại con báo bây giờ con chắc thương sở em cảnh ải. Hoa mi phu bên ải bên em bên to bên me. Cứ cho lại hòn lầy thương lâu mù phu má. Các bác nó mà tình hì chế con ngại sông đồ làn hâu. Lầy nhai khóc màu màu. Lầy nhai khẩu màu mòn. Lầy nơm sông có nả có bà mở bình đồng ơi. Thay nhị tâm thảo bồn hòm sống chương ân xung khỏi cờ leo cờ mát lò bình đồng ơi. Thay nhị làn chứ sờ lầy nhơ. Xung ải ào êm lua. Xung mỹ bò mẹ bình đồng tay ơn. Hâu cho tỏn hót bà mẹ bình đồng. Bà mẹ bình đồng lờ hót con. Hâu cầm buồn trời khẩu mát năng con. Bà mẹ bình đồng lờ hót tông lăng. Hâu cò khẩu mát năng tông lăng. Thay nhát hảo mát chân phan khẩu. Sống ma hảo phan khẩu bồn hòm mà nì. Lầy mông tòi lăng áo chờ to. Xin từ món làng sau đêm ơi, không để chúng tỏ nó tất lại qua mê tiêu năng. Tùm tôm trong buồn buồn sòng tòa làn hâu cầu bà mở. Tuyên mở, đồ làn dù tăng bà buồn ba. Có thể tặng nà phu gia tà nai. Các bà xóa nhóc qua mở đồi phù bình đăng cả mà nì. Sau đây cáo mơi phù bình phú bình già. Phù bình tà bình mai, phù bình ải bình êm. Phù nhân trần cấm thuồng bó cây. Phù trai trần cấm thuồng bó tóc làng mà. Sau đây bên lúc mây phà phù bình đăng bằng. Hâu gọ khó mắt đăng quần tặng cưới lòng sòng tòa làn hâu. Bài hâu sáu mắt đăng chọc chân không chạy trâu. Bài hâu nhau trên đầu trông bơ ngờ đồi của mẹ nó mình đi lấy văn phiếu đình. Xin tiền đồng mở, đồ đoàn có đại cáo mới hồn phột. Bè hồn ải hồn kem hồn phi nồng, tinh lầy. Dạ vâng thì thưa quý vị thân mến. Chim thơm thì chim đầu nóc nhà quan. Chắc rắc dựng vợ, gái lớn thủy gà trong. Thì thưa quý vị thân mến, và chỉ còn ít phút nữa thôi. Lễ vô quy trăm năm hạnh phúc của giờ. Ngọc Quý sẽ trên cùng với thể phần riêng sẽ chính thức được diễn ra. Một lần nữa cho phép anh em những người làm chương trình xin phép được thay mặt hai bên gia đình cùng đỡ lời chờ cô dâu chủ thể. Xin được thân mời quý ông bà, cô dì, chú bác, quý đại biểu và trẻ nam thanh nữ tú. Chúng ta đã bất chấp thời gian vàng ngọc của mình, không quản ngại đường xa xa xôi, đã cùng trở về đây trời không gian hạnh phúc của hai bên gia đình tôi trong buổi trường ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị chúng ta đang đứng ở phía ngoài cổng hoa lối đi hạnh phúc. Vì ở bên ngoài nhanh chân di chuyển vào trong mâm tiệc trong một trường ngày hôm nay để trở thành những vị khách đáng kính của gia đình ạ. Một lần nữa xin trọng kính mời và xin kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị.
quý vị, chúng ta đang có mặt tại không gian hạnh phúc của nhà gái chúng tôi, có địa chỉ tại bản Đèn Tử, xã Hoa La, thành phố Sơn La, để cùng tham gia tham dự buổi lễ hôn quy trăm năm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Quý, chú rể Văn Diên trong buổi trường ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, cho phép Thượng Quê và Ngọc Mai xin phép thay mặt cho hai bên gia đình cùng đỡ lời các con dâu của chú rể xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Chào mừng tất cả quý vị đoàn khách quý vị, chúng ta sẽ có mặt tại không gian hạnh phúc của hai bên gia đình chúng tôi trong một trường ngày hôm nay, có mặt tại chuyến tàu đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, đây là hành trình của hạnh phúc, hành trình chúng ta sẽ cùng đi xuyên ngược dòng thời gian để cùng nhìn lại những kỷ niệm, những thăng trầm, những kỳ trầm trầm nhất ngày mà hai bạn đã thật sự trưởng thành, ngay cả chú rể Văn Diên đang thực hiện lời hứa với người vợ của mình, chắc chắn một ngày em sẽ là cô dâu của anh. Và kính thưa quý vị thân mến, quý vị quan khách quý, xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn về phía cổng hoa lối đi hạnh phúc để cùng chào đón hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Ngọc Quý và chú rể Văn Diên. Tôi lên xin cầu hạnh phúc để cùng tiên kiến tới toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Chào ngày em ơi, tôi mưa sương nhắn sầu đơn tập băng bánh cười máu Việt Nam ơi. Chúng ta đang tay trong tay bước lên sân khấu hạnh phúc, họ đang nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng sẽ đưa nhau đi đến suốt cuộc đời này. Thưa quý vị, và rất là tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, như quý vị chúng ta đang nhìn thấy hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây là một hình ảnh, một bức tranh rất tuyệt vời và phức hậu, đó chính là cô dâu Ngọc Quý, chú rể Văn Diên, là hai nhân vật chính đã luôn được chúng ta yêu mến. Xin được hân hoan ra mắt và cùng chào tất cả chúng ta. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngày nào vui bằng ngày vui hạnh phúc, mà khung giờ nào đẹp bằng khung giờ lứa đôi. Thưa quý vị, ngày đêm qua thì chú rể Văn Diên vẫn còn ngủ một mình, vậy mà hôm nay chú rể đã có người tình nằm bên, mà đêm qua cô dâu Ngọc Quý vẫn còn ngủ với u, vậy mà đêm nay cô đã xa u mất rồi. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu của cô dâu Ngọc Quý và chú rể Văn Diên xin đợi trên điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đã đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ gạo làm chồng, đủ không làm vợ, đủ thuốc đủ chè, đủ cả bạn bè, đủ cả bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả con tê họ về mừng chung đám cưới, đủ cả anh cưới và đủ cả chị xem, đủ cả bốn bên về chung ngày hạnh phúc. Một lần nữa quý vị có thể nở ra một chào cho thật lớn để chúc mày thú vị không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được thân mời cô dâu chú rể chúng ta sẽ nở ra một nụ cười thật tươi và xin được trân trọng cô dâu chúng ta sẽ cùng khoác tay chú rể không ạ? Xin mời ạ. Cắm mũi cắn đất sóng non nữa. Vâng, là tôi cũng được đến quả đúng thật là vui sao khi thấy con mình trưởng thành là đẹp duyên tình nhất na. Dù con từ thuở đu đôi, dạy con từ thuở biết ngồi biết đi, mong con lớn nên người, mong con khôn lớn từng ngày từng đêm. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu Ngọc Quý chú rể Văn Diên trưởng thành như ngày hôm nay, xinh đẹp như ngày hôm nay và hạnh phúc như ngày hôm nay, đó chính là nhờ ơn dưỡng dục vô bờ bến của Bình Thành Hoa. Sau đây ban tổ chức xin đại trân trọng và long trọng kính mời lên sân khấu về phía đàn nhà gái gồm có bố Lò Văn Thương và mẹ Lò Thị Hoa, là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Ngọc Quý. Dạ vâng, cùng với hai nhà gái xin trân trọng kính mời lên trên sân khấu về phía phái đoàn họ nhà trai gồm có bố Lò Văn Tuyên, mẹ Quang Thị Ấp, là song thân phụ mẫu của chú rể Văn Diên. Xin được kính mời hai bên gia đình chúng ta, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước lên sân khấu để cùng ra mắt cũng như đứng cạnh hai con của mình. Xin trân trọng kính mời. Thưa quý vị thân mến, như quý vị chúng ta đang nhìn thấy một lần nữa hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây là một hình ảnh, một bức tranh rất là phức hợp và tuyệt vời, đó chính là hai bên gia đình chúng ta cũng như cô dâu chú rể hạnh phúc nhất trong buổi trường ngày hôm nay. Sau đây, thay cho lời muốn nói bằng những hành động tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất, đáng yêu nhất trong buổi trường ngày hôm nay, để gửi tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể chúng ta sẽ cùng nhau nở ra một nụ cười tươi và cùng nhau nghiêng mình cúi mặt cùng quý đầu thật sâu để cảm động quý vị quan khách của mình nào. Xin mời. Vâng, là tôi quý vị mến, em với cả quý vị hạnh phúc và trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, Thục Khuê và Ngọc Mai rất và rất đấy là vinh dự khi tên lựa chọn được đồng hành dẫn dắt cùng cả chuyện tình yêu của cô dâu Ngọc Quý chú rể Văn Diên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay chắc chắn rằng hai bên gia đình tham gia
cũng như cô dâu chú rể và ban tổ chức chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót. Chính vì thế mong quý vị chúng ta sẽ cùng lượng thứ và qua cho. Sau đây để thắm tình không xa, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ qua lại bắt tay nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được cầu chúc cho hai bên gia đình chúng ta sẽ yêu tình gắn kết mãi giữ lương duyên thở ban đầu. Mời người xin được chúc mừng. Và thưa quý vị, một lần nữa thay cho lời mà nói bằng những lời nói đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trường ngày hôm nay, thay cho hai bên gia đình cũng như đã lời cho cô dâu chú rể, sau đây cho biết em Ngọc Mai sẽ có đôi lời phát biểu thay cho hai bên gia đình bằng những thái đen của chúng ta đi ạ. Xin chân trọng kính mời em ạ. Chương của mẹ trên Pinong Hà Sừng rất lạy một mắt bảy giờ đồ làng cấm biết địa chỉ tại bản bày xã Thượng Dọ huyện Thuần Châu cơ lạy mắc ó nả tàng tà tại phú xa tà nay xóm phái chương cho bà lồi của mẹ nóng cảm đi. Chương của mẹ trên Pinong Hà Sừng có sơ làn cờ sờ đại chiêm cho đến chiêm đời trưởng thủ trợ ly chiêm bí thư vô trạng quang chiêm của chàng đánh thẳng lại bàn mơ ướn mai tòng cho chiêm phương ý chàng dòng sở nở sơ mẹ nam tiền từ chiêm phương ai thành niềm cười sòng sao giảm sao cô ba sắp bón phú già tà nay mời chú chào qua cơ sở hát sò chơi nặng con nặng mê cơ mi của chẳng hạt trắng xanh trắng hậu lùa hở thở hâu lệ tháo mắc bền lớp hơn thuần thầu cái đánh tỉnh ngờ có mi số cọc màng hòa số ba màng chạy cái tóc quẩn cái trắng bền lùi chay sau này trắng bền lùi nhưng xài của người ơi nâu tở nửa cái chàng hiến bàn xoay chạm lại và nằm tha và mắt cứ một chiều hỏng hạt lương trầu hỏng cầu lương tanh xuân tinh hương bàn thả tó ló hương tềm hồng mừng xuân tinh hương bàn na luồng hỏi chay tha và cờ có mi vào ủng dệt sao ầu dệt lô chắc năm tạo lôi tòng làn lâu qua cơ trắng hiệp to cả nằng vía mương xương cả nằng vía bằng tàng cả nằng vía hạt quẩn trưng cơ trắng bày men bùn hồng lên nét hồng hồng trắng bày men lên cơ men đen chảy đau cơ trắng nhường ổ cơ trắng nhường chuột tà nhường trà nhường cỏ mốc cơ cái nhân bấu cột quẩn trong bấu cỏng lá trờ cơ lệ con chu lở sờ mạt cơ trắng tương sờ ào lại cơ báo vi sào cơ trắng tương sờ em cảnh ai hấp đi phu cái ai cái em cơ qua cái mê trắng lệ hòn đầy khơi lở hù phúc mã cơ cọc nồi áo cơ đi chơi khoang hải sản lôi làn hao lệ nhai khúc mồm hầu lệ nhai gầu mỡ mòn lệ nóc sòng tỏa nà nhưng cơ trắng sao lên sướng mà chơi chẳng sao lên cao mà số bên lắm mùa phùa nia bên đời sức người thú bên phù sân phù kim trắng cáo mới là ải là ép lại to lại me rú lại bản lại na lại huyền lại xã hay ép vào mẹ bên nòng hóa qua cứ trắng học cần hạc phanh ban xịn vì hay bấu trà là việt nam bảo ổ áo cầm thấy đấm đợt sửa tràn bụi tiếng mắt cho vũ trong buồn có luôn sẵn làm tay sông phải chưa chứ hỏi thanh nhìn làm rồi ta bản đàn ba bố biết rằng hồi xưa sao ta nào bố sao ta nay sao lại nhớ ngơ mở đời vừa mía nóng cảm ơn đi sao lại xong chú lại ép vào mẹ bị lòng lên chưa thảo khăn phù dệt bị bản nhưng túm trở bàn phù dệt cán mương nhưng túm trở hù phù với ta lại tím bản không phù rốt nòng rốt na mi bà tờ màu phù liên cơ thầu hở nhớ sùng bàm liên lưu làn bó thân hù dệt khẩu hai hương nà khẩu nao gầm có vườn đi bị máu cơ cứ diễn sắc bờ sợ sắc nhớ đây ép vào mẹ bị lòng chú phù lại ăn nó pinong nữa, bay ca lại ngân hán, khai quá lại ngân kèo, tiêu tăng lại ngân bê ra mì nữa pinong ơi, tốt mưa trong băng hải em và mẹ ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, quả thực là một năm thì được bắt đầu từ mùa xuân, tình yêu thì được bắt đầu từ tuổi trẻ, và nếu như mùa xuân đã mang lại sự hương thịnh cho mọi sinh linh và vạn vật, thì tuổi trẻ cũng mang lại cho mỗi con người chúng ta tình yêu, hạnh phúc và đứa đôi. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ có một nửa yêu thương. Chính vì vậy, chúng ta cần đi tìm một nửa yêu thương còn lại cho riêng mình. Và đôi lời ngày hôm nay cũng không thể thoát khỏi quy luật tạo hóa muôn đời ấy. Chàng trai tài hoa Văn Diên đã gặp gỡ cô gái xinh đẹp Ngọc Quý, để rồi hai bạn yêu nhau và cùng tìm cho mình những hạt giống ươm mầm cho mai sau. Kính thưa quý vị, ai là ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho trai gái gặp nhau. Tình yêu thì được bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai thì được bắt đầu từ hôm nay. Và hôm nay đó chính là ngày 31 tháng 3 năm 2024, tức ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý nhất trí thất thuận của hai bên gia đình, được sự đồng tình của đôi bạn trẻ, cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương nơi sở tại cho phép. Hai bên gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ vu phi trăm năm hạnh phúc cho hai con của mình. Trước sự hiện diện của bà con cô bác trong xóm ngoài làng gần xa xa gần, chúng ta đã cùng nhau bớt chút thời gian và cùng mình cùng nhau trở về đây chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sau đây cho phép Thuần Khuê và Ngọc Mai xin được trinh trọng tuyên bố buổi lễ vu phi trăm năm hạnh phúc của cô dâu Ngọc Quý, chú rể Văn Diên. Văn Diên Ngọc Quý xin chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi.
rơi, cũng đã đi chuyển cho tôi ngọc quý và chú thể văn riêng để chúc một mái nhà hạnh phúc. Giờ bất ngày vui thì tôi có đôi câu chúc cho họ bền lâu muôn đời, chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc, đời đời an khang, tương lai nó ấm giàu sang, hôm nay sự nghiệp vững vàng đi lên, chúc cho đôi lứa an nhàn, tình duyên chia sẻ sớm nên vợ chồng. Bà xin chúc cho cô đồng rể chắc năm tình viên mãn, bạn đồng nghĩa phu thê, thiên trường địa kiều mãi mãi không rời xa. Xin được chúc mừng. Vâng, thưa quý vị mến, đến với ngày vui ngày phúc ngày trọng đại của con dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bạn làm cha làm mẹ cô dì chú bác cũng đã chuẩn bị những món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay để trao tặng cho con dâu chú rể, được không ạ? Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cầm tay nhau tiến đến trung tâm sân khấu hai bước đi ạ. Xin mời ạ. Và thưa quý vị mến, và món quà đầu tiên Quân Khuê muốn nhắc đến đó chính là bố mẹ đẻ của cô dâu đã chuẩn bị món quà tuyệt vời nhất trong buổi chiều ngày hôm nay để trao tặng cho hai con của mình, được không ạ? Sau đây xin được thân mời bố mẹ đẻ của cô dâu sẽ tặng quà cho hai con của mình đi ạ. Xin chân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, từ nay con đã theo chồng, món quà thì bậc tơ hồng thành đôi, chút quà nhỏ tấm lòng răng, chúc cho hai con được ấm nồng mai sau. Chúc mừng tình lầy của mẹ Pinong Hạc Sườn Ăn Và luật tế cụ chuyên bày tội lý tay lầm, cùng ai liền huy xưa lán phu phà nghe đủ ơi, cùng em liền xưa nằm lầy hồi bó lù nhát trẻ ai có hay bớt tóc cùng phun lên nữa ui ơi, nhát trẻ em bút mìn mưa chơ biển say ăn năn mang trắng trừ lù ải ổ em xỉnh nữa đồ là lù xài co em ơi, em hư bông ngăn căm xót sở co lù là bông ngăn hà hào khèn sở khèn lù uy cơ lời gọi hạt tội bách ẩu cắn nữa đồ là lù xài co em ơi, chẳng dần nữa đồ ơi, chẳng dần nặng ngất ải đều đủ trắng chiếc mi khỏng lón, chẳng dần nặng ngất em đều đủ trắng chiếc mi khỏng lì dần lại vì lại mua trắng chiếc mi ngơ tờ có cầm căm bao sủ nữa đồ là lù xài co em ơi. Vâng, thưa quý vị mến, quả đúng thật là ngày vui tháng đời bên chờ, mẹ tặng hai đứa một đời vàng son, chọn tất thảo dễ hiền nha con, mẹ tặng hai đứa để đứa con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy khôn lớn thành tài mẹ vui. Và thưa quý vị mến, và món quà tiếp theo Hương Khuê xin được trân trọng và long trọng kính mời lên trên sân khấu, đó chính là ông bà nội của cô dâu cũng đã chuẩn bị món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất và đặc sắc nhất trong buổi chiều ngày hôm nay để trao tặng cho cháu của mình, không ạ? Sau đây xin được trân trọng kính mời ông bà nội của cô dâu cũng như gia đình chú Hùng Thanh cũng sẽ bước lên sân khấu hạnh phúc để trao tặng những món quà tuyệt vời nhất trong buổi chiều ngày hôm nay cho cô dâu chú rể của chúng ta đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Và cũng xin được thân mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống, cùng nhau tâm sự và cùng nhau hướng tầm nhìn lên sân khấu để xem lại những khoảnh khắc ý nghĩa thiêng liêng nhất của cái đời chủ đề cũng như hai bên gia đình chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị mến, sự hiện diện có mặt đông đủ của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh đối với gia đình chúng tôi. Một lần nữa, ban tổ chức xin phép được thay mặt cho bên gia đình cũng như đời của đồng chí gì xin được cảm ơn về sự hiện diện có mặt đông đủ của tất cả quý vị. Xin mời bố mẹ ơi, mình cảm ơn quân sòng tu đô tầm áo Phi Nông ơi. Phi Nông lời biết món quà là đặc biệt ở khuôn bác cái sân khấu nữa Phi Nông nữa. Mù mà biết cái ngúa quá mà ô tô xe máy xe bị Phi Nông đó khuôn bác. Ông hát là tay gắn chung khỏi nữa Phi Nông ơi. Tay gắn chung khỏi cô giáo chú rể chào phía nữa Phi Nông ơi. Bố mẹ cắn tóc mơ để báo Phi Nông ơi. Hảo bán nữa xuống mẹ em bố mẹ nữa. Bán bán là lầu phải em Phi Nông ơi. Chúc bố mẹ chung Phi Nông Hạc Sườn cơ sân bóng. Ai cũng ra cơ ba lúc tả cái nhánh khoảng phương luôn có lòng cho bà bốn mát tặng hà đùa hà làn của bà mớ làn để dưới thăm bà đồn ta cơ bố mít sang ngầm xưa sau này thằng nạ hỏi bà mớ khởi mớ sau này dòng chúc hò à bà lương và bà phú ta lương chưa hỏi thầm hỏi lùn làn hâu mít tăng tỉnh bình tăng phân. Nhất hạnh phúc nhất và ý nghĩa nhất trong buổi chiều ngày hôm nay cũng đã trao tặng cho cô dâu chú rể hài lung rất là nhiều đó. Thưa quý vị thân mến, quả đúng thật là em như
một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Sau đây xin được thân mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ cùng cầm tay nhau tiến về phía tháp ly của ban tổ chức để thực hiện nghi lễ rót rượu sâm banh hạnh phúc của đời mình nha. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời chú rể đẹp trai nhất trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ cầm chai sâm banh đầu tiên và làm việc với chai sâm banh đầu tiên đi ạ. Xin mời em ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, đúng là thuận vợ thuận chồng, tất cả biển đông cũng cạn hoa. Và một lần nữa xin được thân mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn của mình lên sân khấu đi ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời, như vậy là chai sâm banh đầu tiên đã mở rồi. Xin được thân mời cô dâu chú rể xé tay trong tay đi ạ. Xin mời. Thưa quý vị thân mến, và như vậy những giọt rượu hồng của bạn trẻ đã được rót ra. Ly đầu tiên cũng chính là ly cao nhất. Chúc cho được bạn tiện tuân về ra thấp từ đây. Tiếp theo dưới những tầng mây là bát rượu cốc đầy tình thương. Chúc cho quý khách bốn phương gia đình hạnh phúc dùng đường vinh quang. Còn sau ly kế tiếp rất là cao sang. Chúc cho hảo vẻ vang muôn đời. Còn các ly phía dưới người người. Chúc cho được bạn nhìn đời bên nhau. Xin được chúc mừng. Chúng ta sẽ cầm chai sâm banh thứ hai lấy đi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, rượu hồng là tình cảm rất nồng. Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thương nhau như chén ly bơi, sẽ son điểm phấn để bờ môi thêm hồng. Dạ vâng, và vâng, đối với chai sâm banh thứ hai, nửa chai còn lại giờ đây chúng ta sẽ rót ở tháp ly, và nửa chai còn lại sẽ rót ở tàu ly bên dưới. Tình yêu chúng ta sẽ dâng lên cho mẹ của mình những ly rượu điều hiếu nhất, tuyệt vời nhất của đời mình, dâng cho cha cho mẹ. Vâng ạ, xin được thân mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ tay trong tay đi ạ. Thưa quý vị thân mến, đi khắp thế gian thì thấy ấm áp bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phù kiến không cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở đời con. Sau khi rót xong rượu, xin được thân mời cô dâu chú rể sẽ dâng lên cha đến mẹ của mình những ly rượu ngọt ngào nhất, điều hiếu nhất của đời mình đi ạ. Xin mời ạ. Và hai ly còn lại, hai ly tình yêu, tình viên mãn, tình cụ thể, chú rể sẽ mời cô dâu đúng không ạ? Xin mời ạ. Rồi ạ, sau có rượu rồi, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ quay vòng tròn lại với nhau để chúc nhau đi ạ. Xin mời ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, vì chúng ta sẽ cùng nhau rót ra những ly đồ uống của bình thân năm này để quý vị ơi. Vâng, rất là tuyệt vời. Sau đây xin thân mời cô dâu chú rể một lần nữa tiến lên trung tâm sân khấu hai bước đi ạ. Xin mời ạ. Quay mặt vào nhau và thực hiện nghi lễ rất là thiêng liêng, đó chính là uống rượu và bôi. Xin mời ạ. Và cho phép MC Thục Phê xin được đếm ngược 3, 2, 1, chúng ta sẽ cùng nhau uống không ạ? Xin mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ sát lại gần nhau hơn nữa đi ạ. Vâng ạ, sẽ khoác tay nhau đi ạ, uống rượu và bôi không ạ? Vâng ạ, cho phép Thục Phê xin được bắt nhịp 3, 2, 1, chúng ta sẽ cùng uống ạ. 3, 2, 1, xin mời. Rất tuyệt vời và hạnh phúc ạ. Một tràng pháo tay thật lớn cho quý vị đó ạ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi thì thưa quý vị thân mến, một lần nữa không biết nói gì hơn. Xin được cảm ơn sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị quan khách quý. Sự hiện diện của quý vị là một điều hết sức tuyệt vời đối với hai bên thành phố trong buổi chiều ngày nay. Sẽ chúc mừng cho đôi lứa chúng ta trong buổi chiều ngày nay thêm thăng hoa và hạnh phúc hơn nữa. Và sau đây xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng rót ra những ly đồ uống của mình thật nhau, thật đông đầy được không ạ? Xin được số mệnh của mẹ chúc phù lại cốt lo một ít một lại pin nồng ơi. Mẹ đi lô lan cỡ rất đẹp luôn. Vui sướng để bỏ nà tàng tà đô làn khóc cả ba mở mình đi tất cả thế thảo cũng khỏi các cháu bí bật bí bật bồng đi phát chân đàn lông cùng xứ khao số khao co ai ép bóng men bên trong của những chiếc men chiếc phền các bạn tất cả thế thảo cũng khỏi của bí sáng gần xưa chiếc cháu bí chén lẩu nồi chòi nâng sắt chiên với xá ép bóng men cho phù lại con sau này cáo để bơi của mẹ bên trong họ cả thái lẩu tay phong bên trong ơi đầy bảo bên trong ơi bên trong bên trong bên trong ơi bên trong ơi mình đi cái này nhìn buồn này ai ép bóng men ơi là nhìn sướng này à bên trong ơi là nhìn muôn là nhìn sướng đe sò lại cá mây vì nó hào tướng cứ để bấu vì nó ơi mất mắt người nhuồn tính cái này bà mẹ vì nó nơ các bạn sang tựa cái giáo định kinh lầu hậu bố vì tủ ôm phan các bạn mở vì nó ơi. Vâng ạ, sau đây xin được thân mời tất cả quý vị quan khách khách quý chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên được không ạ? Có được không ạ quý vị ơi? Hồ nhuồn cứ nấp vì nó nơ hồ ta là nấp muốn nấp vì nó ơi bố mẹ nấp vì nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mà mọi hàng của mía xung khỏi lại chân lầu để bảo vì đâu ấy. À sau đây phép à, sau đây cả mấy ban lễ tân ao lầu à. Để phong bác hàng của mía tự khen con trẻ này bảo vì đâu ấy. Bây giờ mưa đôi vì đâu đâu. Của mía cũng nọt à, cũng đủ cũng nàng cả muôn ý muôn này vì đâu ấy thì chân lầu tao tay lắm nữa. Đây bảo ai ông thấy cả mấy hàng đông trẻ nữa ấy. Cả mấy có tuổi cả đời ai ơi. Muôn nó vì đâu nữa. Bây giờ là bay nó tùng bóng bóng bay nữa. Ông xong bay sẽ năng lâu nó vì đâu nữa. Cho phép thượng khuê xin được quan nhiệm một hai ba sơ, một hai ba uống, một hai ba cạn, một hai ba chúc một ngày phút được không ạ? Nơ phi đông nơ, anh em ơi! Hơi lâu nơ, hơi biển nơ phi đông nơ, phi đông thuộc cái tay cả hơi sừng biển nơ. Xìm tươi cả xìm sáp, tươi cả xưa nó hơi sừng trái cái áo nơ. Anh chị em ơi! Một, hai, ba! Hai, ba! Hai, ba! Sắp đầy lâu nơ, lâu nơ. Sắp đầy lâu phi đông ơi. Số mà, nòng trái cứ bị tay sừng ô hành nào. Số mấy bà ta mang hết lại lòng hả Pinao ơi. Khẽ sương nhớ từ nó là phục tèo nữa. Anh nghe chị em ơi. Chúc mừng hạnh phúc hào khăn xiềng xài đất qua mẹ nữa. Hát xiềng các mẹ phải rất là quán đạo hành lương. Xin ơi. Cái cung thường khê cái này kính lầu đó Pinao mới hào hẳn nữa. Còn đi bị mỡ xiềng xài nữa. Phải lùm xuống đó Pinao ơi, phải bớt phồng vào đây đâu. Nhắm áo phồng đó Pinao nữa. Vâng thưa quý thân mến, và như vậy là buổi lễ ra mắt của Đế Vô Quy trong năm hạnh phúc của cô dâu chú rể trong buổi trường ngày hôm nay đã được diễn ra hết sức long trọng và thành công tốt đẹp thần hòa. Sau đây để cho các bạn cùng còn khách xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể của chúng ta sẽ trở về từng bàn tiệc để chúc rượu cũng như để cảm ơn đến quý vị quan khách của mình đi ạ. Xin mời ạ.